Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên vừa có quyết định bắt khẩn cấp và được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vĩnh Yên phê chuẩn đối với Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1983, ở xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, về hành vi cho vay nặng lãi. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên, Nguyễn Thị Nga khai nhận, từ năm 2019 đến nay, đã cho khoảng 35 người vay 5,5 tỷ đồng với lãi suất từ 108% đến 144% một năm, thu lời bất chính gần 779 triệu đồng. Với mức lãi suất cắt cổ như vậy và còn biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng Nga vẫn loanh quanh bao biện. Tôi làm thì là đây toàn những người thân quen trong gia đình vay thôi, chứ cũng không phải là mang mục đích là tôi mở hiệu cầm đồ hay là dùng xã hội xã hiếp gì, tôi không làm cái điều đấy. Đây toàn là chỗ anh em tình cảm, có công có việc thì nhờ giúp đỡ để vay hộ thôi. Năm 2021, Nga mở văn phòng tư vấn tài chính Bảo Ngân ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên để làm bình phong trong hoạt động cho vay lãi nặng. Đây cũng là thủ đoạn hoạt động tín dụng đen biến tướng được nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng để đối phó với cơ quan chức năng trong thời gian gần đây. Các đối tượng thường là núp bóng dưới các hình thức như là mở các cơ sở tư vấn tài chính, mua bán các ô tô, xe máy, tư vấn nhà đất. Ngoài ra thì tình hình hiện nay thì có sự phát triển của công nghệ thông tin thì các đối tượng cũng đã mở ra được các cái ứng dụng cho vay trên mạng với thủ tục rất là đơn giản, khiến cho người dân rất là dễ mắc vào các cái bẫy của các đối tượng. Những năm qua, hoạt động tín dụng đen ngày càng phát triển, kéo theo rất nhiều hệ lụy, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện thành phố tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này.